Tại một số tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long, giá sầu riêng giảm 45.000 đến 50.000 đồng một ký so với cách đây một tháng. Thương lái hiện mua sầu riêng xô tại giường với giá 65.000 đến 85.000 đồng một ký, trong khi trước đó mua với giá lên tới 115.000 đến 130.000 đồng một ký. Theo một nông dân ở huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, giá sầu riêng ri 6 tại giường của anh vào tháng 3 là 115.000 đồng một ký, nay chỉ còn 85.000 đồng một ký. Tuy giá giảm nhưng anh vẫn thu lãi trên 1 tỷ đồng với 1,5 hecta trong sầu riêng. Giá sầu riêng giảm mạnh do đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào mùa thu hoạch rộ và trùng với vụ sầu riêng ở Thái Lan. Với chất lượng tốt, sầu riêng Thái Lan xuất khẩu qua thị trường Trung Quốc rất nhiều, làm giảm nhu cầu đối với sầu riêng Việt Nam chủ một dự thu mua sầu riêng tại thị xã bình minh tỉnh vĩnh long cho biết nhiều thương lái đã đặt cọc nông dân với giá cao nay giá giảm thương lái không có lời nên phải thỏa thuận lại giá và nông dân cũng chấp nhận để giải phóng hàng đi